Em chào chị Mết nha. Rồi, chào hả. Chị Mết này có cái kênh Nguyễn Mến Vlog đó cả nhà ơi. Thì bữa nay các bạn nha, trên kênh của Đồng Hằng nha. Bữa nay chị Mến xuống chơi. Anh chị vô trước hả? À đó, anh đang đứng kìa kìa. Chị sợ không phải hả? Đúng rồi, sợ phải. Em chỉ dễ kiếm hả chị ha? Đúng rồi, qua cái nhà lầu cái rồi nhìn vô đây là thấy cái trời rồi. Dạ dạ. Anh nói thôi đi vô đi coi có phải có đã rồi. Dạ bên kia kìa anh chị. Đi mệt dữ hả? Thì hồi lên trên kia nghỉ kìa chị. Ở trên kia có niệm có ghế bố kìa. Mấy cái võng em đi giặt hết rồi. Nó mệt là mệt cái khúc đường của dạ. 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 Nó đang làm lộ á. Dạ dạ. Từ đó chạy xuống tới qua cầu luôn không có mệt. Dạ. Đường sửa. Dạ đúng rồi, cái khúc đó là hình như hơi bị mệt. Cho Nguyên nè. Trời ơi, con mất muốn quà cho Nguyên nữa kìa. À, con cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Con cảm ơn cô đi. Thì nói gì? Chị Mến đem thịt bê với chả lụa. Còn cua này thì Hằng mua. Mua đại chị Mến. Mà kêu chối dây kia này nó không có chối. Dạ. Chị Mến á, thấy trong clip của Hằng mà có cháo vịt á, thấy vịt cho móng gừng á, trời chị Mến thấy chị Mến muốn ăn. Rồi cái xuống rồi tôi Hằng làm vịt nhà nói chị Mến. Thì sáng mẹ ra thì mẹ mua nấm rơm, này nửa ký hả mẹ? Nửa ký à. Nửa ký nấm rơm ngon ghê không? Bóp không? Dạ mẹ bào cải. Mẹ để gừng vô cái nhà ơi với bột ngọt, muối nha. Chín nè cháu mẹ. Không biết chín thì nó dễ đặt trong đó không đặt. Hết rồi mẹ. Hết rồi. Mình cho núm vô luôn cả nhà ơi. Tại vì cháu nó hái rồi. Cháu giờ nó chín rồi. Thì cho núm vô luôn. Đổ vô đây giống mà vịt nó có trứng quá. Mình thử thôi coi. Hai trái được mà. Hai cái cây vô chấm chặt ăn. Rồi, nước nó bay ra luôn. Cháo nhừ đó. Úi vô trời nó bay ra ngoài luôn rồi. Vịt còn lụi à. Ăn ghê không? Mẹ đâm gừng làm nước mắm cả nhà. Vịt là phải ăn với nước mắm gừng. Ăn nước mắm gừng nó mới ngon, nó mới đúng. Vịt mà không ăn với nước mắm gừng là không bao giờ ngon mẹ. Ừ, gà thì ăn với muối ớt, còn vịt phải nước mắm gừng, không mắm gừng là ăn với vịt không ngon lành. Dạ dạ. Nhìn con cháo hấp dẫn. Để hành ngòn vô rồi nè. Bây giờ nấm cũng chín rồi, giờ nhắc xuống nha. Cua này cả nhà ơi. Thì cua này là cua cái so nha. Hằng mua bữa nay Hằng kêu chối dây kia nhưng mà chị mất đi công chuyện, chị không có chối được á. Đến này Hằng tự lựa luôn. Thì bữa nay cua thì Hằng lựa nè. Cái này là cái so nha. Cái so thì mình ăn được cái thịt ngon, cái gạch nó ngon luôn.
nhưng còn cua đực thì ăn nó có gạch mà ăn nó dở lắm. Cái cua nếu mà ăn cua đực là phải ăn cua tài luôn, cua y tài luôn á, là cua bự thiệt là bự á luôn á là mới ngon, mà bự mà chắc á nha mới ngon nha, chứ không phải là bự mà mềm đâu nha, mình phải bóp hai bên hông này cho cứng à. Đó, thì sớm hàng để mua được mấy con cua này thì cũng ngon. Cua hấp đó thì nó ngon hơn luộc, luộc cho mình luộc nó ra nước thôi, nó ngon hấp. Nay thì hàng đặt cua trễ quá, quên hàng quên hàng đặt cua trễ quá cho nên cua nó không được ngon. Thì hay anh chị lên hàng mua ít rồi, bữa nay mua hả chị có dây nhỏ mà chị cho dây kiến mà chị cho chưa kịp, 1 kg 3 cua mà gần 400 gram dây, chỉ là bữa nay dây nhỏ mà còn kinh khủng ghê chưa. Mình chở cua lại nè, nãy mới chở lại nè, nãy mình để ra nữa giờ mình chở nó lại, hàng chở lại rồi chút nó là chín này. Nãy giờ hàng luộc cũng cỡ 15 phút rồi đó, chút xíu nó là chín này. Mình hấp á, mình hấp vậy nó ngon hơn luộc nha. Cho vô luôn, cái này là nước mắm, mình làm nước mắm rồi đó, thì mình cho vô luôn, trộn gỏi nha. Giờ mình cắt vịt ra nha. Anh chị mấy quan kia ăn cá nướng trên tâm về, thành ra còn đây để hàng làm để đây, chút về anh chị rồi đón chút ăn cảnh. Tôi ở xa giờ này tâm bê cao kê nói tiếng đi qua yêu mong đàn bà đất mẹ trong thái hồn tiếng hát môi em tiếng hát hò em người dân ước khổ bởi câu ca vì tình hay tiếng em đi. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Mời cả nhà, hôm nay có anh với chị Mến đến đây. Thì có làm con vịt, con cháo, con cua. Con mời cua, cua gạch, chị Mến. Mời cả nhà ăn cua nha. Cua này thì chiều quá nó không ngon. Cua gạch, cua gạch nhưng mà nó hơi nhỏ. Cua gạch nhỏ. Đó chị, miếng mà chắc là được rồi. Đâu có cần mà bự nhỏ đâu. Quá trời luôn rồi. Cái so luôn rồi chị. Cái so luôn á. Cạch son luôn á. Cái son này, ồ con này hai da luôn rồi mình. Ăn đi con. Khó mà kiếm được của hai da. Mời cả nhà nha. Ngon cháo. Ơi. Chút hấp người một chén cháo đi chị Mến. Dạ. Cháo em nấu nấm rơm nè. Thịt chích. Con ăn gì? Mời các bạn ăn nha các bạn. Cua. Mày cua, con ăn cua không? Để đại lên bàn luôn đi chị, rồi có gì thì chén dẹp dạ. Nha. Ăn đi chị. Ăn gạch. Thành Nguyên thì giàu lắm mà nghe. Em thấy nghe thầy Thành Nguyên mì cây không? Mì cây Obia. Thành Nguyên nhiều người giàu thiệt. Thành Nguyên giàu lắm. Út rút gia tài. Cảm ơn. Các bạn ơi, gạch đã luôn. Cứng nhắc không? Chiều ăn đây. Rồi cả nhà ăn no rồi nhưng mà tối ăn cháo. Ăn một tiệc cá quá trời chứ. Chiều thì ăn cá với anh Tâm. Giờ này thì ăn cua. Cua. Ô trời ngon. Đây. Cảm ơn. Ăn đi chị, ăn đi. Quá trời. Thanh Kiều. Mấy Thanh Kiều đi. Rồi em thì mỗi ngày. Không ăn chén cháo anh. Mỗi ngon quá.
ăn chén cháo đi. Bơi. Bơi. Trời ơi hả? Dạ. 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 Càng đâu ba kẹp với con rồi hỏi càng đâu gì càng đâu có rồi có không đó anh Tư con kẹp á ông đưa em đi đây anh Tư ơi anh Tư ơi cho em miếng đi để chú cho con nè này có xe cuốc rồi cảm em mới mua sớm nữa chị tao mới đem về á tao mới gửi về á nó mè quá em thấy mè quá thôi em mua cho luôn á. Lần hồi chị mến chị về hồi 2 năm ủa năm trước hả? Năm mấy rồi? Năm mấy rồi? Tết năm trước. À Tết năm năm trước cô bỏ năm rồi. Tết rồi tính xuống bắt đầu là bị Covid. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chứ không thôi là xuống rồi. Tại vì chị đi làm á thường á là Tết chị mới nghỉ trong vài ngày á. Hồi năm rồi chị mến xuống với con chị mến. Thì năm nay nó tính đi nữa chứ sao tính đi nữa chứ mà dạ. Xin nghỉ không được. Dạ. Năm rồi là tập 107 thêm mà tập 111. Rồi. Quậy đục nước luôn. Trời ơi, nghĩ cái cảnh mà lội nước. Đây. Mò cá tí. Ngon quá. Em biết con mi. Quá ngon luôn. Anh đợi á, lạnh chứ. Con cua thế. Ngon mồi. Quá đã luôn. Béo ngon. Còn mấy con cá ăn cho hết rồi. Cũng luôn nữa. Nghỉ nuôi cực lắm chị nhiều khi á à nuôi vịt nè dạ cực quá hồi chiều có cá thôi mần vịt chi ủa nó cháo anh cháo anh với chị ăn chị cá mến nè thấy vịt nè chị mến khoái không phải ăn mấy cục nha chị bảy chén nó mắm gừng coi cho ăn cắm đây nè đây này có nè bên đó có chưa đây có xa lắm tới để bển đi để bển cho anh chấm tới chân à tới chân em thấy từ ông đang ở đây ông ăn ăn này phải không cua bỏ chén đi đây ba kẹp cho ba kẹp cái khác à ba kẹp cái khác kẹp cái khác cái đó sao kẹp được nữa đây ăn ngon dạ. Ngon quá các bạn ơi quá ngon luôn tuyệt vời luôn á hấp rồi chỉ cao luôn để xác luôn để xác cho các bạn thấy cho nó dễ thèm. Nói gì mấy cũng gạch nhiều hả chị ha gạch quá trời gạch trong con này con này cua gạch cứng luôn cứng luôn kìa cái xô à. Cái xô gì đó không cái đó là gạch rồi đó bữa em câu trong ao nè mười mấy con mẹ ơi mười mấy con cua mà con nào nó vậy nè cái tối á vợ em nó bỏ vô trong cái thau cái nó đậy cái gỗ lại cái đầu nó cặt cái gỗ nó bò ra ngoài hết tám con vậy không ôi trời anh Trương cứ tức hoài luôn anh Trương đi trời ơi tôi tức muốn chết luôn vậy mấy con cua tao không được ăn tao tức cái dù bò này hồi đó nó vô hàng đáy ông bắt em bồ đứa nào hết luôn hả phóng sanh luôn tám con như ông bắt được 4 con phải rồi vậy chứ mình cột qua hết rồi chị cột luôn á chị mến biết sao không em cột mà em cột dây nhỏ đâu cột dây bự đâu cho nên nó đi được đúng rồi tính khám bằng thịt ăn trời đất ơi uống quá hay nó để anh làm mấy món cua phát siêu phát gì á nước mọi luôn mấy hẹn quá ăn có 4 con rồi ăn gì ngon luôn á quá ngon luôn ba chẳng gì cái này là gạch son luôn rồi không còn gạch giá nữa năm nay xuống ăn cua hấp còn năm ngoái năm kia thì xuống ăn cua luộc cua nướng nha nha nướng trời ơi nướng ở trong bể chòi kia kìa trải nghiệm 2 năm 2 chòi đi cực quá chê trong đó đi trời ơi trời thằng nhớ đi mà gãy thanh chống xe cười à đứt dây sơn đúng rồi nhớ nó đi đặt chị xuống gì nha nè em ăn cắn cho con nè không lạnh hả bye ơi có ngày nó kêu vậy đó chị nói nhiều quá chứ à tối ngày ba nó đi đâu là nó kêu nó hỏi nó kiếm nhé nói nhiều ba bút khỏe nhiều tay nhiều cái miệng gật đầu rồi biết cái gì ngon á ngon á đừng sọt tay đó đừng sọt tay vô coi ngon không nó chắc rồi giờ cái thịt nó cũng chắc
cua này hả? Chắc bên trường nó bánh canh cua ăn ngon kìa. Bữa chị mua trên đó mấy con cua ha, lúc mà lựa nó cũng chắc lắm, ta dừng luộc đó hả, đi nước ở trên còn vỏ. Đâu, chị phải lựa, chị phải bóp hông á, chị đừng bóp yếm. Ôi, bóp hông. Dạ đúng rồi, hồi bóp hai bên hông á chị cứng là ngon à. Trời ơi, cua kia nó ngâm giấm không? Dạ. Dạ biết nó làm sao mà lúc mình mua thì cua sống nè chứ không phải cua chết. Mà chắc, luộc xong rồi không có miếng thịt nào trơn à. Tại bây giờ không chắc ai bà bóp cái yếm không? Ừ, bắp hồng mới chắc ăn. Bởi vì mỗi lần không xuống không mà ngâm giấm của con cũng mềm mới hả? Mới là chắc ăn. Xuống em đây cũng là không biết chắc. Chuyện đó. Cua hả? Ngồi từ từ ăn con. Rồi nhóc hồng áo. Ngồi đi ngồi đi ba. Bởi vì ăn cua ngon là chỉ lần nào xuống đây mới ăn được cua chất lượng. Cua thì xuống phải ngay nước á, nước gầm 30 á. Không, nhưng mà nước 30 thì nó là thì chắc, nhưng mà nước rầm thì nó úp à. Không đâu chị. Chắc. Do tới con nước là nó chắc à, nó ngon à, nó tới nước nó mới chạy. Nè. Dạ. Rầm 30. Dạ, rầm với 30. Với như rầm là 16 17 gì đó, 18. Rồi 30 thì mùng 30 mùng 1 tháng 8 tôi đâu có hứa được mấy rầm 30 đâu, tại vì đi làm chỉ thứ bảy chủ nhật thôi à. Dạ. Nhưng mà mình cũng lựa chị ơi, lựa ngon là ngon à. Biết lựa thì lựa là ngon. Cua này quá chất lượng á. Hết sảy. Đây, nhìn con cua nè chị, cầm lật lên nè. Cua anh cũng vậy, anh bẻ ngang mà. Bẻ ngang con cua này nè, các bạn thấy hả, gạch này nè cứng luôn á. Đó. Bẻ làm đôi. Thấy không? Nó chắc mà bẻ không được, không được luôn á. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Quá ngon luôn á. Ngon á mà chị ha, con chua cua mà ngon á chị. Chị ăn cái thịt nó vẫn ngon. Ngộ vậy đó. Nó chắc mà nó ngọt. Bữa nay mà anh Tâm ăn cháo là dữ lắm nè, là ngon dữ lắm, anh mới ăn hai chén luôn á. Mấy ăn cua chưa ăn tới cháo thì ăn được. Cháo thì mình ăn cua quá ngon. Cá ngát cũng ngon. Thì anh chị gắng ăn đi, xuống đây cứ việc thưởng thức những món ngon. À ngày mai anh nấu món gì kìa, chị đem gì đem chả chứ đem cái gì xuống dê yeah. Xuống cái chị nó là mấy em nấu được, còn anh chị xong là em miếng nấu nhưng mà cá chứ được cá khô, cá khô cái rươi à, cá khô cái rươi đúng không? Rồi ngày mai mình dâng lưới lên rồi ăn mà ấy nấu cho mấy cháu ăn ngày mà nội ăn gì á, là xuống đây là tôm cá vậy là ok. Chị anh danh giả chị đã khoái ra bờ ra bưng tầm bậy bà vậy đó, ăn vậy vui. Nhớ đó mình đi cái chỗ kia chị mến. Đập mũi bụp vậy đó. Cá mà nó nổi như sao. Chiếc thiệt chứ. Tới chừng Tâm mới nhớ mà gỡ mà ném lên bờ vì chị nhặt không kịp luôn. Dạ, dính quá trời. Không cua nó tuy nó nhỏ thiệt nha, nhưng mà cái con đừng có nói là cua nhỏ không ngon nha. Cua này là cua cốm nè. Này cua này nó như giống như hai da nè. Đó, hai da nó cua cốm đó. Rất là ngon. Không, em không ăn. Không ăn hả? Vừa thịt mà vừa gạch luôn, cái nào cũng không ngon. Trời ơi, chấm đại cắn vô ăn đi. Trời ơi, chấm. Đây, nó còn cái mu nè. Đây cái mu này là tới luôn á. Tới cái mu luôn. Hai da. Anh không ăn miếng hả? Hai da là cua cốm á. Ăn miếng đi. Bên anh thấy cái cua, con cua đó ăn cái thịt nó rất là ngọt ha. Ngọt mà thơm. Xuống này ăn nó thì chưa cũng mau no nha. Chị nhớ hồi trước đó ăn cá. Ăn cá. Ăn đại đi. Chị biết sao không? Mà cái con cua á, em thích ăn cua đó. Cái sò không ăn, thích ăn cua đực đâu. Cua đực thịt nó ngon mà gạch nó cũng ngon. Dạ, mời cả nhà. Trời ơi, ngon quá. Cái gạch này nó béo. Gạch đó nó béo lắm á chị. Béo ngon. Nè, ngồi chán này nè. Ăn cua gạch á, được mà gầm tháng 7 á. Trời ơi. Tháng 7 rẻ ha. Không rẻ mà con nào con nó đầy hết luôn, gạch đầy tràn hết. Tháng đó là xuống người ta ăn chay lên nhẹ. Dạ, cũng rẻ. Con chạy xe cút lại ngồi đi. Đó là anh quen mấy bà đi xe ăn khang á,
mua cũng ngon, mua cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cái này. Đưa tới chỗ luôn vậy. Vậy hả? Mấy bạn mua mà cũng ngon mà không ngon bằng cái này đâu. Yeah. Bữa anh bên nói hay là nói chị đi đi xem anh Hai cho khỏe. Đúng rồi. Rồi xuống bây giờ nói trời mất công rồi. Ai mà đi chung kiển cho. Đâu xuống tới đây luôn á chị. Vậy thì em ha. Vậy chào cả nhà coi, con chào cả nhà coi, chào cả nhà đi, ngon quá lâu ăn không có chào cả nhà. Đây chiều em ăn bển rồi nó no ngang để quất hai chén cháo nữa đã luôn. Anh chị ăn đại giùm nhiều vô đi. Ờ anh ăn cái đó ngon lắm á, mấy cái gạch của con cua cái so nó rất là ngon. Cái gì cũng ngon hết trơn, cháo cũng ngon mà giờ đang mì ăn cua. Ăn cua. Ăn cho em một cháo lên thêm. Bữa nay bé Bình ăn mấy chén luôn. Ăn đại nhiều vô đi. Mấy chén cháo luôn. Ăn vừa no thôi chứ ăn nhiều quá cái bụng bự nó mệt á. Anh ở trên nó anh đâu có ăn đêm. Ờ không bao giờ ăn đêm. Vậy đây mình bá lệ đó, lâu lâu ăn đâu. Ăn cua no rồi cháo là sáng. Xuống em thì chỉ bắt thì ăn thôi chứ làm gì. lại đây ba. Ngon quá các bạn ơi. Quá ngon. Béo. Xuống đình này mà mùa này sao biển nó không có trong ha, phải trong tắm biển nữa. Ủa, mùa này trong nè chị ơi. Ủa sao ra nãy chiều ghé đục mồi vậy? Về nó trong rồi đó. Vậy là biển nó ngà ngà. Không mà chiều là có chị ghé nữa. Nước nhiều không? 4 giờ mấy nước nhiều, nước lớn. Đầy bờ luôn á. À, sống dữ lắm. Vậy là tháng rồi đó ngon. Tháng mà... nào là có một tháng trong lắm, người ta đi vậy đó. Dạ. Một chiều xe thành phố không à? Ừ. Mấy chục chiếc á. Cái chiều đó là món em làm cái cận ở đây. Đi xuống đây, ngồi là khách sạn với nó ngồi chơi. Chiều xuống nó ngồi không hết. Chứ xong là mình câu cá nhiều không? Có cá thì có cá. Làm cầu đó câu cá chưa? Làm cầu bắt đèn luôn này nè. Có cái ngoài này câu cá. Hôm nay cầu mình câu bé đông thôi. Đông anh cái chỗ cục cây. Đông cây hả? Mà cây hay hơn bên đông ăn cua này rồi thì nó mất rồi luôn đó. Mà cây nó phải dài á. Rất dài. Làm cục keo. Đúng rồi. Bà ta có dịp về đây mà giao lưu với Tâm Hồng. Thì nó xuống cái mức độ. Ôi trời. Con này anh không có thấy thôi. Đi em mới xuồng lên bỏ. Em nhớ hồi năm năm kia. Nhiều quá chị ăn con đã. Quá trời mắm rồi. Hồi năm kia thì con cua nướng gì anh đâu có hết đâu. Mắm này hồi xưa ở dưới quê anh á quá trời ốc len luôn á. Ốc len với giọt á. Ốc len không ở với giọt cho cá. Dạ ta đi bắt. Ừ. Đó to rồi. Quá sức luôn. Hồi xưa thì ở đâu cũng vậy anh ơi. Ừ. Nhưng mà biết sao không? Người ta đi bắt hơn. Bạn quá á. Cứ họ bắt về cũng có bán, có ăn luôn. Anh về đá, đi bắt về là thiếu ăn luôn á. Không đâu, không có sát cá. Bắt mua được. Ăn cháo nha. Người ta nói cái này là anh chén cháo chạy ba khoảng đồng này đúng không? Ờ, đó đúng luôn á. Trời ơi. Ngán nhất là cái từ thành phố Trà Vinh mà đi về Vinh Hải. Trời. Anh Trương á, anh Trương đi với anh Trương nói vậy nè. Ủa sao tao đi với tao thấy gần rồi đó nha. Mình có đường nào mà đi tắt không? Đi tắt chánh đường đó không? Tắt không có đường tắt mà không biết đi đâu. Ừ. Hồi đó hồi năm ngoái chị về là chị lên đường nào bảo đi lên một khúc là có cái phà. Ừ. Phà đi qua bên Bến Tre, bên thành phố á. Chả bên này ngon rồi, thiệt. Rồi đi cái đường quốc lộ 57 á. Ừ. Chả ngon thiệt luôn á. Béo. Cháo béo. Ừ. Này cháo béo. Ráng anh lên xứng đáng 183 cái số về đây hôm nay. Nói chứ hồi nãy anh ăn bản là ăn cá với rau rồi giờ à, nãy giờ rồi ăn miếng cháo cho nó. Rồi. Cá rau. Trời ơi em tin không, 3 ngày nay chị chưa có một hộp cơm một cháo nào không. Nó thật sự thật luôn á. Sao vậy? Ăn bánh mì, ăn bánh canh. Đó, rồi hôm nay là hồi sáng tôi bánh canh tới giờ luôn. Ừ. Má ăn ít quá. Anh vậy đó, anh ít xịu à. Ủa mì là nhiều khi từ sáng là xế tới chiều tới tối luôn. Ăn ít quá, ăn như mèo gửi, nó không đủ. Anh ăn thịt đó. Dịch thịt không có người thấy không? Mà ăn nhiều khi qua bữa rồi là nói chung chủ yếu là uống nước à. Tại cua nữa đi anh. Rồi, cua đi. Không
ăn cua mà ăn cháo à, cháo ngon. Cháo nữa hả? Ăn cháo đi, ăn cháo ra hết rồi em múc cho chị đi. Giờ cháo đi. Giờ để chị ăn cua đi. Ăn đi rồi chú em múc thêm nè. Cháo. Trời ơi có đời. Vậy là bữa nay nấu cháo ngon. Có đời thở nào mà giờ chủ thì lịch ngang hết trơn mà còn khách ngồi đây ăn tôi có lại luôn. Có đâu, ăn cứ gì ăn. Trời em cũng không ít lắm chị, em cũng đâu có ăn nhiều đâu. Em ăn có một chén này. Đây là nhiệt tình mà tới. Anh đúng rồi. Xứng đáng công lao. Nhiệt tình vét đĩa luôn á. Ngon quá vét đĩa luôn á. Ngon quá vét đĩa luôn các bạn ơi. Ngon quá. Nói cho chị đi đâu vậy thì không có khách sáo đâu chị đó. Nói đói là ăn luôn rồi. Ăn nó ngon quá. Làm như mình hồi đó đi ăn bùi ăn bờ. Ăn bà xã của Tâm mà các bạn. Nó ngon quá. Cháu cháo ngon quá. Ai mà chả biết thằng là bà xã quá không. Nhớ điều kỳ cục thiệt chứ. Nó phải lành lẽ. Tôi là người lạ mà. Mua cua nè chị. Giờ em muốn mua ấy nữa. Mua dây trời ơi hồi chiều quá. Ý là dây nhỏ nha. Nói cười em cân thử. Mua ký ba. Gần 400g dây. Trời đất ơi bây giờ. Ba cái dây hồ. Bây giờ em không có mua dây này, tại chiều chỉ đi lấy cua cho em mà lấy nước kịp về. Em thấy cua này thôi em bắt, em đem về luôn gấp á. Bánh nọ dây thun á ha, mà nó nhúng nước cái một rồi thôi rồi á. Không, nó không cho thun chị. Dây tiếng nữa. Không ý cho nói mà ngoài chợ á. Giờ ăn, bữa nay ăn, anh Tâm cũng ăn cháo, khen. Anh cũng khen, bé Bình cũng khen nữa. Rồi, giờ lượt chị ra chị chưa ăn á. Chị ăn rồi khen nữa. Chị còn có 3 cái càng nữa. Trời ơi. Bây giờ mình chào đi chị rồi xong mình chị hãy ăn nha. Ăn tiếp. Để mời các bạn ra đám bà vườn như thế này nè. Các bạn thấy giống bó hoa không? Bây giờ bạn nào muốn ăn cần cua mình tặng nè. Ngắn. Rồi đây nữa nè. Đó. Còn nữa không phải là hết đâu hết đó, anh không hết rồi bây giờ là ngán rồi các bạn. Dạ, chào cả nhà nha, chào cả nhà, bye bye cả nhà nè, cả nhà xem video ủng hộ kênh mình đó nha, Nguyễn Mến Vlog. Kênh của chị Mến, Nguyễn Mến Vlog quên.